mẫu, là mẹ sanh của toàn thiên hạ, chưởng quản tạo hóa thiên. Ai đã đến thế gian này đều phải nhớ ơn Phật mẫu, vì các nguyên nhân nơi tạo hóa thiên đều do Phật mẫu lựa chọn cho xuống trần, chịu khổ, học khôn cho tới đoạt thành Phật vị. Ơn tạo hình hài, ơn dưỡng nuôi giáo hóa và ơn diều dẫn thoát trần của Phật mẫu là vô lượng vô biên. Hai chữ kim mẫu là hai chữ nói tắt, chính là kim bàn Phật mẫu trong Di Lặc chân kinh có chỉ rõ. Bởi vậy, nơi cõi trần, Phật mẫu là mẹ sanh của toàn nhân loại, và nơi cõi hư linh, Phật mẫu là mẹ của các thần thánh tiên Phật. Đức Phật mẫu được nhân loại tôn xưng bằng nhiều danh từ khác nhau, tùy theo tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc và địa phương kể ra như sau đây. Phật mẫu là mẹ thiên liêng của toàn cả vạn linh và chúng sanh. Diêu trì kim mẫu là vì Đức Phật mẫu ngự tại Diêu trì cung. Kim bàn Phật mẫu, Đức Phật mẫu trưởng quản kim bàn nơi Diêu trì cung. Cửu thiên quyền nữ là Đức Phật mẫu rất quyền diệu, ngự tại từng trời tạo hóa thiên, là từng thứ chín trong cửu trùng thiên. Đức mẹ thiên liêng, đại từ mẫu, thiên hậu, địa mẫu, mẹ sanh, và bốn vị tiên hầu diêu trì kim mẫu. Đổng sông thành mặc áo xanh, đứng bên mặt Đức Phật mẫu đắc vị quảng sanh Phật. Thứ hai, Dương Tử Phá mặc áo xanh, đứng bên trái Đức Phật mẫu đắc vị dưỡng dục Phật. Thứ ba, Hứa Phi Yến mặc áo vàng, đứng bên mặt Đức Phật mẫu đắc vị trưởng hậu Phật. Thứ tư.